Các bạn thân mến, vào những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia. Nhưng thay vì đưa ra những động thái cứng rắn như Việt Nam, Malaysia lại có cách xử sự hết sức lúng túng, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng đều phải bật cười. Theo đó, có rất nhiều chuyên gia quan sát đã so sánh hình ảnh thập thò của nước bạn với một Việt Nam rất khác. Vậy cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Vâng, vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Biển Đông tại Đại học Stanford, ông Raymond Powell đã cho biết trên Twitter rằng tàu hải dương địa chất 8 được tàu hải cảnh Trung Quốc CCG-5202 và 3 tàu dân quân biển hộ tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế EG của Malaysia, không giống như vụ xâm nhập của tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của EG Việt Nam trước đó. Lần này tàu Trung Quốc đã thả các phao khảo sát tại vùng biển của nước bạn, sau đó nó mới rút về căn cứ của mình tại đá chữ thập do Hải quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Rõ ràng đây là một hành vi xâm phạm chủ quyền hết sức nghiêm trọng và nó đòi hỏi phía Malaysia phải có những phản ứng gay gắt. Nhưng không, theo như ông Raymond Powell thì chính phủ Malaysia lại im lặng và không thể hiện bất kỳ động thái gì cho thấy họ đã sẵn sàng đối phó với kẻ xâm lược. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy rằng dường như nước này đang lúng túng trong việc xử lý mọi vấn đề. Có lẽ nhận thấy được sự nhu nhược đó của phía Malaysia nên những con tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển tiềm năng một lần nữa để thực hiện các hoạt động thăm dò trái phép. Cụ thể hơn là ông Raymond Powell cho biết, đến ngày 16 tháng 7, tàu địa chất Trung Quốc đã quay trở lại sau cuộc khảo sát trái phép kéo dài đến 3 tuần lễ ở bãi cạn Lukonia của Malaysia. Nó được hộ tống bởi tàu cảnh sát biển Trung Quốc 5202 với đầy đủ vũ khí hiện đại trong tay. Cũng giống như lần trước, phía Malaysia lại tiếp tục khiến cho dân chúng phải thất vọng trước sự im lặng kéo dài. Họ không có bất kỳ lời phản đối nào trên phương tiện truyền thông, trên phương diện ngoại giao và cũng không có bất kỳ một hành động đáp trả nào cho các hành vi sai trái ấy. Mãi đến ngày 19 tháng 7, khi tàu khảo sát Hải Dương 8 đang hoạt động tại bãi cạn Lukonia, người ta mới thấy hai tàu hải quân Malaysia xuất hiện để thăm dò tàu địch. Và theo như thông tin được ông Raymond Powell chia sẻ thì đó là hai con tàu RMNAUX-5 và F-171 cỡ nhỏ được Malaysia trang bị cho lực lượng chấp pháp của nước mình. Trước phản ứng đầu tiên của Malaysia, người ta nghĩ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra khi mà lực lượng quân đội của nước này đã bắt đầu nhập cuộc. Nhưng trên thực tế, các con tàu hải cảnh của họ di chuyển với khoảng cách rất xa so với tàu Trung Quốc. Thậm chí mà đội tàu tuần tra của Malaysia còn không thể hiện được bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy mình sẽ sẵn sàng đứng ra ngăn chặn các hành vi trái phép của kẻ xâm lược. Điều này khiến cho người ta đặt ra một câu hỏi lớn cho phía Malaysia rằng vậy thì các tàu chấp pháp của nước này hiện diện ở khu vực nóng để làm gì? Suốt gần một tháng qua, khi tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình, lực lượng hải quân của Malaysia đã ở đâu, đang làm gì mà không hay không biết để rồi không phản ứng? Tuy nhiên, nếu như bạn có sự tìm hiểu sâu sắc về lực lượng hải quân của nước bạn, bạn sẽ biết được lý do vì sao mà Malaysia không dám manh động trước Trung Quốc. Đầu tiên, ai cũng biết cơ quan thực thi hàng hải Malaysia hay cảnh sát biển Malaysia là một tổ chức bảo vệ bờ biển của nước nhà được giao nhiệm vụ duy trì luật pháp trên biển. Họ đồng thời còn được giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển Malaysia và trên cả Biển Đông. Nhưng vấn đề là lực lượng này lại chỉ được chính phủ cho trang bị những loại tàu có tải trọng từ 2.000 tấn trở xuống với bán kính tuần tra dao động chỉ từ 75m đến 92m đổ lại mà thôi. Thậm chí mà con tàu tuần tra được cho là to nhất và dài nhất của họ do chính Hải quân Hoàng gia Malaysia chuyển giao cũng không thể nào so sánh được với tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Nói cách khác, lực lượng chấp pháp của Malaysia không hề có những con tàu to khủng nặng đến 3.000-4.000 tấn như Việt Nam. Nó khiến cho khả năng chiến đấu trên biển của họ bị hạn chế rất lớn. Nếu bây giờ Malaysia dám manh động phun vòi rồng về phía tàu Trung Quốc thì chắc chắn rằng kẻ địch sẽ đáp trả quyết liệt. Và hậu quả là những con tàu tuần tra của Hải quân Malaysia có nguy cơ bị đánh chìm chỉ trong nháy mắt. Thế là Malaysia không những không bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ mà còn đứng trước nguy cơ bị thiệt hại lớn về người và của. Vậy các bạn có thắc mắc vì sao một quốc gia có quy mô kinh tế không hề nhỏ và thu nhập bình quân đầu người không hề thấp như Malaysia lại chỉ trang bị những thứ quá xoàng cho lực lượng hải quân của mình hay không? Vâng, cái gì cũng có lý do của nó. Sở dĩ Malaysia không đầu tư khoảng ấy là vì nước này từng cho rằng bản thân không hề can dự gì đến các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
Mặc dù tờ bản đồ đường 9 đoạn của Trung Quốc có liếm gần hết vùng lãnh thổ trên biển của Malaysia đi chăng nữa, thì nước này cũng ngây thơ cho rằng mục tiêu mà Trung Quốc hướng đến chỉ có Việt Nam và Philippines mà thôi. Để rồi giờ đây, khi Trung Quốc bắt đầu chĩa mũi dùi sang mình, Malaysia lại rơi vào cái thế bị động. Họ tiến không được mà lùi cũng không xong, cho nên bị kẹt ở kẽ giữa thế thôi. Vậy nên không có gì khó hiểu khi phía Malaysia chỉ đưa ra những phản ứng yếu ớt, nếu không muốn nói là hết sức buồn cười. Nó hoàn toàn khác hẳn với Việt Nam, một quốc gia luôn có những động thái đáp trả rất cứng rắn trước các hành vi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Minh chứng là vào năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 một cách trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam ta đã có những phản ứng gay gắt, thậm chí mà khi mà tàu kiểm ngư của Việt Nam bị 15 tàu Trung Quốc bao vây và tấn công ác liệt, phía Việt Nam đã dũng cảm phun vòi rồng đáp trả. Còn cách đây vài năm, khi mà tàu địa chất của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam để tuần tra, khảo sát, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã không ngại va chạm trực diện với tàu Trung Quốc. Hay gần đây nhất là sự kiện xảy ra tại bãi Tư Chính khiến dân tình hết sức xôn xao. Theo các trang tin đáng tin cậy tường thuật lại, thì khi Việt Nam hạ giàn khoan tại vùng biển Tư Chính của mình, Trung Quốc đã có những hành động quấy phá nghiêm trọng. Phía Trung Quốc đã huy động một đội tàu tuần tra hùng hậu bao vây, kìm hãm lực lượng chấp pháp của Việt Nam để ngăn chặn hoạt động hợp pháp của nước láng giềng. Nhưng ngay sau đó, Việt Nam đã huy động một đội tàu lên tới 100 chiếc bao gồm tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và cả tàu cá để xua đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Tư Chính. Nhờ vậy mà Việt Nam thành công hạ đặt được giàn khoan dầu khí mới trên vùng thềm lục địa. Và cũng chính vì thế mà Trung Quốc dù đã từng thực hiện các cuộc thăm dò tương tự tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cho đến nay nước này vẫn không dám thả cáp khảo sát như những gì đang làm với Malaysia. Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu được rằng nếu bây giờ mình dám manh động thả cáp thì rất có thể Việt Nam sẽ cho cả đoàn tàu đông đúc đến xúc ngay. Họ thừa khôn ngoan để hiểu rằng Việt Nam không giống như Malaysia, trong khi chính phủ nước này đang cố gắng giảm nhẹ các tranh chấp hàng hải trên Biển Đông với Trung Quốc, thì Việt Nam luôn không ngại đối đầu. Nếu như với Malaysia, Trung Quốc dễ dàng đàn áp, thì với Việt Nam, mọi chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều. Vậy nên chính phủ Malaysia khoan vội cho rằng cách ứng xử của mình trên Biển Đông như thế là khôn ngoan, là sẽ giúp bản thân giữ được yên bình cho các vùng lãnh hải. Thực ra nó chỉ giúp cho nước này có được lợi ích trong ngắn hạn khi tránh được các va chạm trực diện mà thôi. Nhưng còn về lâu dài, Malaysia sẽ bị nhấn chìm bởi chiến lược vùng xám của Trung Quốc. Một chiến lược không sử dụng chiến tranh để tấn công trực diện, mà dùng các biện pháp phi quân sự để gây sức ép và chiếm đoạt từng bước cho đến khi họ đạt được chiến thắng cuối cùng. Do đó, ngay bây giờ Malaysia nên có những động thái cứng rắn hơn, chứ không nên im lặng như thời gian vừa qua. Nước này nên có những hành động thiết thực hơn để đập tan suy nghĩ nực cười của Trung Quốc rằng một khi Malaysia đã im lặng thì các nước khác cũng nên làm theo ngay và luôn. Còn các bạn có nghĩ như thế không? Hãy comment xuống phía dưới video. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Như chúng ta cũng biết, kể từ khi tấm bản đồ 9 đoạn của Trung Quốc được nước này áp dụng trên Biển Đông, nó đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của các quốc gia có chủ quyền lãnh hải tại vùng biển này. Nhưng Trung Quốc vẫn bất chấp tất cả và xâm phạm chủ quyền của nhiều anh em láng giềng, nhất là Việt Nam và Philippines. Trước tình thế đó, thì Philippines bắt buộc đệ đơn khởi kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài thường trực vào ngày 22 tháng 1 năm 2013. Sau 3 năm kiện tụng kéo dài, cuối cùng tòa án quốc tế đã ra tuyên bố bác bỏ đường lưỡi bò và tất tần tật các yêu sách của Trung Quốc tại đây. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã hơn 7 năm trôi qua, nhưng Trung Quốc vẫn tỏ ra ngang ngược và không để tâm gì đến các phán quyết của tòa án quốc tế. Nước này vẫn có những hành động xước láo trên Biển Đông khiến ai nấy cũng đều phải phẫn nộ vô cùng. Vậy các bạn có biết lý do gì mà Trung Quốc lại to gan bằng trời như thế không? Tại sao nước này lại chẳng xem phán quyết của tòa án quốc tế ra cái đinh gì gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay, sau khi các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, cách đây tầm 3 năm, tòa án quốc tế PCA đã đưa ra các phán quyết quan trọng về vụ án Philippines kiện Trung Quốc trên Biển Đông. Đáng chú ý nhất là 4 điểm nhấn ở dưới đây. Thứ nhất, đó là tòa án bác bỏ hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc cũng như các tuyên bố chủ quyền của nước này cùng với tờ bản đồ đường 9 đoạn do họ tự biên tự diễn ra. Đơn giản là vì nó đi trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Thứ hai, tòa án quốc tế cũng bác bỏ luôn tư cách lịch sử của Trung Quốc tại các vùng biển ở Biển Đông và tuyên bố rằng nước này không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố vô lý như thế. Lẽ tất nhiên thì họ cũng sẽ không có quyền sở hữu nguồn tài nguyên trong khu vực mà mình chiếm hữu trái phép từ trước đến nay. Thứ ba, Trung Quốc cũng không có quyền hạn gì đối với vùng đặc quyền kinh tế có phạm vi 200 hải lý tính từ bãi Vành Khăn và bãi Cỏ May. Thêm vào đó, thực thể Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là bãi đá, nên nước này cũng chả có vùng đặc quyền kinh tế gì luôn. Thứ tư, tòa trọng tài cũng cực kỳ lên án Bắc Kinh vì đã làm tổn hại lâu dài đến hệ sinh thái san hô tại quần đảo Trường Sa. Đó là sự tổn hại không gì bù đắp được. Dĩ nhiên là sau khi nhận được phán quyết chí tình chí lý như thế thì hầu hết các quốc gia trong vùng biển tranh chấp và trên cả thế giới đều cảm thấy mát lòng mát dạ. Ngoài Việt Nam, Philippines, Thái Lan ra thì ngay cả mấy ông lớn như là Mỹ, Nhật, Ấn cũng vỗ tay dần dần cho sự sáng suốt trên. Duy chỉ có Trung Quốc là tỏ ra cay cú và làm ra vẻ như cả bọn đang hùa nhau ức hiếp mình. Thế là nước này cũng ngay lập tức ăn miếng trả miếng, đưa ra hẳn chính sách 3-0, khiến ai nấy cũng muốn ngã ngửa luôn. Cụ thể hơn là Trung Quốc không công nhận quyền phán quyết của trọng tài vì bảo rằng họ có quyền gì mà phán với trả quyết. Thế nên Trung Quốc cũng không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào được tòa trọng tài đưa ra. Và tất nhiên thì khi mà họ đã không công nhận cả hai thứ trên thì họ cũng ngang nhiên không thi hành phán quyết của tòa án quốc tế. Thậm chí là Trung Quốc còn mạnh mồm nói rằng quyền và lợi ích hàng hải của mình ở Biển Đông sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kết luận gì của cái tòa phân xử dở hơi này. Và đi kèm với những lời tuyên bố hùng hồn đó là hàng loạt các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại vùng biển đang tranh chấp với rất nhiều quốc gia. Chẳng hạn như việc Trung Quốc ngang nhiên cho cải tạo các đảo và quần đảo mà mình tuyên bố chủ quyền. Họ còn cho xây dựng thành phố Tam Sa và các công trình dân sự, rồi đưa dân chúng nước mình ra đây sinh sống, như là đất đai ở đây toàn là của ông. Còn với người dân nước khác ấy, thì Trung Quốc lại xua đuổi rất mạnh tay, thậm chí mà có nhiều bận ấy, ngư dân Việt Nam, Philippines và Indonesia đang khai thác hải sản vùng đặc quyền kinh tế của nước mình cũng bị Trung Quốc cho tàu ra phun vòi rồng, đánh chìm và bắt giam các kiểu, khiến cho ai nấy cũng đều nóng gan sôi máu. Nhưng điều đáng nói là việc Trung Quốc tự mình đưa ra cái gọi là Tứ Sa gồm Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa. Trong đó Tây Sa là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa là quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Trung Sa là bãi ngầm Macclesfield. Theo đó, nước này tuyên bố rằng các nhóm đảo trên là quần đảo và chúng sẽ được xác định chủ quyền bằng đường cơ sở thẳng. Mà nếu như dùng cái đường cơ sở thẳng ấy để làm ranh giới phân chia lãnh thổ thì Trung Quốc cũng vẫn liếm trọn Biển Đông, giống như là những gì mà họ đã yêu sách cùng với cái đường lưỡi bò chết tiệt của mình. Nói như thế thì mới thấy được là sự gian xảo hơn người của Trung Quốc đây. Họ đang cố tình tung chiêu, rượu cũ, bình mới để qua mặt thiên hạ đấy thôi. Và mặc dù chẳng ai công nhận nhưng Trung Quốc vẫn tỏ ra ngoan cố, đưa tàu tuần tra, tàu quân sự, tàu kiểm ngư các kiểu vào hoạt động ở các khu vực đó. Lực lượng này đã gây ra rất nhiều trở ngại cho các hoạt động thăm dò dầu khí của hầu hết các quốc gia nằm trong khu vực đang tranh chấp gay go. Vậy là một lần nữa Philippines lại phải nổi đóa và đệ trình hơn 300 công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên đối với Trung Quốc thì cả trăm trang giấy đó chẳng khác gì những tờ giấy lộn, chả có giá trị gì đối với họ. Trung Quốc vẫn phớt lờ sự phản ứng mạnh mẽ của Philippines và liên tục có những hành động khiêu khích chính phủ nước bạn. Chính hành động đó của họ đã đẩy Philippines ngã thẳng vào tay Hoa Kỳ và trở thành một người đồng minh đắc lực của ông lớn mấy năm qua. Đây cũng là lý do vì sao mà thời gian qua, Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình tại các vùng biển mà Philippines đang tranh chấp với Trung Quốc để bênh vực đồng minh. Còn về phía Việt Nam, gần đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải của mình một cách trắng trợn. Nhưng nói đến thế rồi mà nước này vẫn còn manh động đến nỗi đưa quân ra tuần tra Hoàng Sa, Trường Sa và thậm chí là ngăn chặn Việt Nam xây giàn khoan khai thác dầu khí tại bãi tư chính của nhà người ta. Được biết, vùng thềm lục địa trên không nằm trong quần đảo đang tranh chấp, nhưng Trung Quốc vẫn cứ làm như không biết thế mới căng. Tất nhiên là Việt Nam không phải dạng vừa, sau khi bị Trung Quốc bao vây bằng 10 con tàu tuần tra cỡ lớn, Việt Nam đã huy động đội quân khủng lên đến 100 con tàu đủ loại khác nhau. Nhờ vậy mà Việt Nam đã thành công xua đuổi được tàu Trung Quốc, nhưng theo những gì mà giới truyền thông nước này đưa tin thì chính phủ của họ vẫn chưa bỏ cuộc và quyết tâm sẽ thu hồi bãi tư chính trong tương lai không xa. Rõ ràng, Trung Quốc không chỉ không tôn trọng các phán quyết của tòa án quốc tế, mà nước này còn có những hành vi thách thức tổ trọng tài thường trực. Họ càng ngày càng ngang ngược trên Biển Đông kể từ khi tòa án quốc tế ban hành các phán quyết nêu trên.
Đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà Trung Quốc ỷ vào người đông thế mạnh cũng như ỷ vào lực lượng hải quân hùng hậu để tác oai tác quái. Ngay cả Hoa Kỳ đây, Ấn Độ đây, Trung Quốc còn chẳng ngán. Thì ngán gì một tòa án quốc tế không có lực lượng vũ trang và cũng không có vũ khí gì trong tay. Họ lấy gì để áp chế Trung Quốc, để buộc nước này phải nghe theo mình đây? Cơ mà nói như thế không có nghĩa là tổ chức ấy hoàn toàn vô dụng như nhiều người vẫn nghĩ đâu ạ. Bởi vì bạn nên biết rằng tòa án quốc tế được hình thành dựa trên sự đồng thuận của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này đủ cho PCA có được một vị trí nhất định trên trường quốc tế và đủ để nó mang đến tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Một khi cộng đồng quốc tế cùng nhau chung tay ủng hộ các phán quyết của PCA và cùng nhau gây sức ép lên Trung Quốc thì sức mạnh của cơ quan này sẽ được thể hiện một cách triệt để. Nhưng đó vẫn còn là một câu chuyện của thì tương lai và chả ai biết bao giờ nó trở thành sự thực khi mà các quốc gia có liên quan vẫn đang cân nhắc rất nhiều đến lợi ích của mình khi tham gia vào vấn đề Biển Đông. Và điều này khiến cho nhiều nước dù có mồm nhưng cũng không dám mở miệng, dù có muốn nhưng cũng không dám công khai ủng hộ tòa án PCA vì sợ mất lòng Trung Quốc. Và đây cũng là một vật cản tiếp theo khiến cho Trung Quốc càng xem thường PCA hơn. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải bó tay với một Trung Quốc ngang ngược như thế này hay sao? Vậy chẳng nhẽ không có một ai có thể khắc chế được Trung Quốc hay sao? Nếu các bạn có cao kiến gì hay ho có thể trừng trị Trung Quốc, hãy comment ngay xuống phía dưới video cho mọi người cùng bàn luận nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.